Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex vừa có báo cáo kết quả kinh doanh quý tư 2014 gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo đó, thì đơn vị này đã bị lỗ hơn 1.145 tỷ đồng. Đại diện Petrolimex cho biết, nguyên nhân khiến cho kết quả kinh doanh quý cuối năm 2014 của đơn vị này bị lỗ là do giá xăng dầu thế giới giảm liên tục với biên độ lớn, vượt các dự báo nên ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh. Bên cạnh đó, thì Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu của chính phủ quy định công thức tính giá cơ sở được tính bình quân của 15 ngày sát với ngày tính giá của chu kỳ dự trữ xăng dầu. Trong khi tập đoàn luôn phải đảm bảo tồn kho dự trữ tối thiểu là 30 ngày dẫn đến kết quả kinh doanh quý tư 2014 bị lỗ. Ngoài ra, công ty mẹ còn phải trích lập dự phòng đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh, liên kết và lỗ do chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ. Trước đó, thì Petrolimax công bố 9 tháng đầu năm lãi khoảng 1.400 tỷ đồng. Như vậy, sơ bộ cả năm 2014, tập đoàn này lãi khoảng 255 tỷ đồng.